À, làm phóng sự. Thank you.
đợi 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 cho em chị đánh dấu đây. Cho cái đầu đầu quay quay cái đầu này, cho đầu lặng lên không, đầu bé lần sau nó bảnh không? Không không. Do chất hẳn lên trên là không bệnh, đi không bệnh. Chia ra cái chỗ kia nhé.
Thank you.
Thank you.
lên được chứ. Nhiều không ông bà? Vâng.
phía trong nhà bên kia nhé. Ở kia có ở đâu? À, đâu rồi? Em lấy cả tí nữa và xách được cái xô. Hôm nào mua bí nữa thì về quay bí. Mệt lắm này mà có được con du ăn. À, để cho ông ba. Để ba đi ạ. Ông ơi, ông nhân hộ con rồi. À, vui lên à? Vâng, nhân thêm nhất hộ con lên. Vai. Ông biết thế, nhất đi đây. Cất ở đâu hả ông? Ôi, trên đường rồi. Đấy, đã trên xe rồi. Vâng, vâng. Được chưa? Đúng rồi. Đúng bài. Ông không đợi con đấy. Đúng bài. Một cân này. Vâng. Đây là cả báo tuổi trẻ về nữa. 27 ông ạ. Ừ, được rồi. 2 cân gùi là quán 25 cân. Quan trọng gì mà chung bài. Không có báo tuổi trẻ gì trên. Ra cầm trẻ. Ừ. Lấy cái đấy à? Đây là thấy cháu này nó ở báo tuổi trẻ ở dưới chỗ hấp vân cầu rẽ đi vào tí nên làm phóng sự nào xem bấy bấy em ở trong hình nhá, nhớ đấy, ở trong hình đấy. Nhìn chung mà nói thì về đây. Ờ, ấy. Cứ đẩy xe rùa, nếu không đi xe rùa cứ đẩy đi. Bên ngoài đó luôn.
Thank you.
Bà thường ăn dưa thì bà biết rồi ấy. Bà bị quả đẹp đây, quả này. Đấy, bán cái này cho mình
7 rưỡi 7 thế này. Bà tí quên mẹ, quên bà tí đang khóc, để quên mẹ.
Đấy. Con bò chứ. Con bé. Thank you.
Thank you.
trên đây rồi lên xe này. Đây, lấy đi. Đây là một bộ đây hả chú? Ừ. Đấy, đủ luôn cả tim cả. Vâng. Dạ dày cái bảo. Thank you.
lòng lợn. Cô kia ấy mà này. Cần bao nhiêu tiền thì cân nha, xong nếu mà cô ấy tối chỉ cầm tiền cho viên cái gì nữa nhỉ, ra này. Nếu mà không cắt thêm cho thành 20.000 cho về chị già thì bỏ đủ cho. Không có 14.000 thì em cũng thiệt 1.000 nên nó khó lắm. Thôi. Thôi đó. Thôi. Chị như đấy đi. Thì quan trọng là về xem lòng ngon nhé. Bây giờ. Lòng ngon. Đã, ấy thì không có phải. Ngon. Đi. Loan. Dạ. Cất lên xe cho bác xong cầm về bác. 20.000 là ngon đấy chị. Ừ, thì ăn cái đủ thứ rồi nhé. Vâng. Cho khổ. Con đang làm cái gì em muốn cho như này. Đây. Vâng. Này cái cho chị mới thổi thổi cho to. Nè. Gan. Không bao nhiêu buồn lòng không? Thế đâu là cái? Đấy được chưa? Có hơn 8 lạng. Ai thử nữa. Ôi trời, dám ăn ở đây hả? Tứ. Ôi trời, lại đưa thêm cái chỗ đang ăn thì buồn quay. Buồn cười. Ăn đi. Ngon. Ngon vừa rồi. Ăn cháo à? Em ăn cháo. Ăn cháo bỏng lắm. Cái bát nhé. Đây, đây này, bốc hơi ngồi ngột luôn. Tại một cháo con màu đen cho con không ăn. Ừ. Chỉ bảo thật như thế mà. Thế à? Tại con nó ngon lắm. Ăn này. Em ăn này, ăn cháo nhé. Ừ. Ăn nơm mấy chục, Con. Lấy đi. Thôi, đây rồi. Cố về cái thành phẩm thích ăn lắm nhưng mà nhà quay thì nó bán cái này ngon, nó nóng lòng, nó giờ nóng chay, nó lại quá khứ, nó lại cho bán lòng thế thôi mà. Ừ, nhưng mà nhà nó đây là nên nóng chay. Đấy 20.000 ạ. À? Nếu mà chỉ cắt cho chị 10.000 thì tăng nhà tao có mỗi 1.000 ạ. Vâng. Cả to thế. Cái này không đủ. Thế mà để đây ra mà.
mua cái tin này cậu. Mua cái tin này. Cái này luộc rồi. Thì phụ. Còn mà bán 20.000 chỗ này. 80.000 đi. Nói thật đi, cái này ngon này luộc chín rồi. Ừ, nhiều cô Lan nó chín rồi. 60.000 cho mấy. Vâng, có 60.000 cho này. Có chả con này. Luộc đấy. Mỗi cái chơi ít thì mỗi cái một một tay đây nhà nó thất bại đấy đó chị lan đúng là lớn to là thất bại đang cháo bây giờ đi tiếp đâu chắc phải cho thằng về khoan với thằng tí khoan gan rồi ôi lì rồi có hàng trăm người đỏ tươi không chấm thuốc không ăn được bằng vừa lấy cái thợ này thì vẫn cái những người ta chơi là chưa thấy tại vì nó thì nó theo người làm gì mà cả bữa trưa nay con có tiền để giá lại đi nó mới giống có tiền để có tiền đâu em không biết tiền này thế để em đi đổi nhé. Chị ơi đổi em tờ 200 với. Mang đọc cần kia ai ăn đây được. Cái bà đang ngồi cười té té. Không?
Nhà lại đi, nhà lại đó này. Tờ này nó lại nó dễ hơn. Cái bài đọc của mình làm quan đây lại thấy bình quân lại không muốn đổ vào đi khỏi và không làm cháo chị ơi.
Cháo lòng. À, tốt rồi. Ăn cháo thì ra đây. Đây cầm giữ như này. Quay là có quay xe lắm. Đang bánh rán cơ, đang tìm bánh rán. Ngô ăn không nọ làm như ăn không. Ngô ăn. Ngô ăn. Ăn không. Sao tiền đủ rồi? Anh lại được tiền mà. Là bạn đấy. Có bạn đâu đấy? Chua ngọt. Ăn ăn. Nếu mà chua em ăn, em không ăn chua được. Cháu ơi mày ăn mặn đấy. Làm quả cho nó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.